Hôm nay anh em gặp nhau và em xin ca một bài Tứ Đại Quán trích trong lấy xa sang vắng hai qua hồi thủ với tựa đề là Áo Đơn Thuận Mẹ. Qua ai? Do Tấn Nhì sáng tác. À, Phiên Tấn Nhì. Dạ. Ra quá vô đi. Từ khi dội sập chân quỳ.